Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay Sensei sẽ chữa phần dấu sai cho các bạn nhé. Bởi vì là Sensei có một số vấn đề về Facebook cho nên mà không có like chữa trực tiếp cho các bạn được. Thì mình sẽ chữa ở trên này luôn nhé. Nào, phần dấu sao này thì một số bạn cảm thấy nó rất là khó. Bởi vì các bạn chưa nắm chắc được ngữ pháp ấy. Thì mọi người nhớ, đầu tiên kỹ năng làm bài dấu sao thì mọi người phải nắm được ngữ pháp và đoán được nghĩa của câu dựa vào những từ vựng này. Xong rồi sắp xếp các cái ngữ pháp, các cái đáp án này vào trong dấu sao cho hoàn chỉnh nha các bạn. Ví dụ mình có câu này khuy sáng gõ đúng không, cộng với sít tê mất có nghĩa là bạn có biết núi Phú Sĩ như thế nào đó không? Thì đây đô cô là ở đâu này, ní ở đâu đó thì mình dùng trợ từ ní, thế là mình ghép được đô cô ní đúng không, có ở đâu đó là a rự này. Còn cái cà này là gì? Cà này chính là ngữ pháp lồng câu hỏi vào trong một câu đấy ạ. Rồi, ngữ pháp bài 40 nha các bạn, lồng câu hỏi vào trong một câu. Thế câu này hoàn chỉnh của mình sẽ là khuy sáng ga đô cô ní a rự cả đô cô ní nè. Phi sang gọi đô cô ni aru ka shitemasu ka? Đó, bạn có biết là núi Phú Sĩ có ở đâu không? Được chưa ạ? Rồi, câu thứ hai, mainichi. Ở đây mình có futte, mưa này. Bakari, ame, imasu. Rồi, thế các bạn thấy là ở đây có bakari. Nhưng mà N4 thì các bạn mới chỉ học là verb tạo bakari thôi, đúng ạ? Đó là vừa mới theo cảm giác của người nói, đúng không? Tuy nhiên nhá, các bạn nhớ cho C một ngữ pháp nữa mà Sensei cũng đã nhắc các bạn học sinh của Sensei trong quá trình Sensei dạy, đó là verb te bakari và danh từ bakari. Mình cũng gặp rất là nhiều trong đề thi N4. Verb te bakari của mình có nghĩa là toàn là, hoặc là danh từ bakari toàn là nha các bạn, toàn là hành động đấy hoặc là toàn là danh từ đấy. Ví dụ mình có ame bakari, được chưa ạ? Toàn là mưa thôi, được chưa? Ame bakari thì ở đây mình sẽ có mainichi ame bakari futtemasu đúng không ạ? Ame bakari, verb te thời đi và đi với imasu này đúng không? Hay mainichi ame bakari futtemasu. Rồi, ok, thế là mình đã điền được câu này rồi đúng không ạ? Mainichi ame bakari futtemasu nè. Cả ngày thì toàn là mưa thôi đúng không? Rồi, tiếp theo nhá. Sama, Tanaka-sama ạ. Tanaka-san thì như thế nào đó này. Ok chưa? Rồi, thế ở đây mình có benkyo thì sẽ đi với shimasu đúng không ạ? Mà shite này thì mình có verb teimasu đúng không? Thế là mình có thể điền vào đây rồi. Một này, hai này, hay benkyo shitemasu. Trong một câu không nhất thiết là các bạn phải điền theo thứ tự 1, 2, rồi đến 3, 4. Các bạn thấy ở đâu dễ các bạn điền trước nhá. Thì nó vẫn sẽ hoàn thành được một câu. Rồi, ở đây mình có osokumade đúng không? Học tới khuya, được chưa ạ? Ok, thế câu này đầy đủ của mình sẽ là Tanaka-san ạ. Hay osokumade benkyou shitemasu ne. Ok chưa? Tanaka thì học tới khuya, suốt ngày học tới khuya đúng không ạ? Tsugi 4 bang, ongaku o. Đây, ngữ pháp nagara rất là đơn giản đúng không các bạn? Câu này quá là dễ luôn. Ongaku o kiki nagara, verb masu, bỏ masu thêm nagara, có nghĩa là vừa làm verb 1 vừa làm verb 2. Kohi o nomimashita, đúng không ạ? Vừa nghe nhạc, vừa uống cà phê. Hay ongaku o kiki nagara, コーヒーを飲みましたね。5番、田中さんは結婚しました。田中 thì đã kết hôn với ai đó mình dùng trợ từ tố đúng chưa? Thế là mình điền được luôn dấu sao vào đây rồi này. Kết hôn với ai thì dùng trợ từ tố nhá. Thế ở đây có imoto và ri sang đúng không ạ? Thì sẽ là gì? Em của ri sang đúng không? Chứ không thể nói là ri của em tôi được, mà là em của ri đúng không ạ? Thế em của ri thì mình có ri sang no imoto. Hay đi sản nội imoto to kekkon shimashita nha các bạn. Tanaka thì đã kết hôn với em gái của đi sản. Rồi bạn, sumimasen ạ, xin lỗi như thế nào đó đúng không? Đó thế là mình có thể điền được, các bạn thấy gì không? Verb tara i desho ka này nên làm thế nào thì được này đúng không các bạn? Đó tara i đúng không ạ? Đáp án 4 này. Rồi nên làm thế nào thì mình có do itara i desho ka, đi như thế nào thì được đúng không ạ? Và chủ ngữ của mình đó là eki ni wa. Nha, eki ni wa nhấn mạnh đúng không? Sumimasen ga, eki ni wa dou ittara ii desho ka? Xin lỗi, đi đến nhà ga thì đi đến nào thì được. Nana ba, mikan wa yasuku. Yasuku te liệt kê tính từ đúng không bạn? Mikan wa yasuku te, quýt này thì rẻ. Và như thế nào đây? Mình có eiyo. Eiyo này của mình có nghĩa là dinh dưỡng nha các bạn. Cung cấp thêm từ vựng cho bạn nào không biết nhá. Dinh dưỡng. Thế câu này của mình là gì? Quýt này thì rẻ này. Gì nữa? Ngon nữa đúng không ạ? Thế thì mình có oishi đi với shi này.
Thầy thông thường cộng với si là liệt kê tính từ, danh từ, động từ đúng không ạ? Vừa thế này, vừa thế kia. Đúng không bạn? Hay oishishi eyo mo arimasu. Trợ từ mô thay cho trợ từ ga đúng ạ? Và cũng có dinh dưỡng nữa. Quýt thì vừa rẻ này, vừa ngon và cũng có dinh dưỡng nha các bạn. Mikawa yasukute oishishi eyo mo arimasu. Ii desu ka? 8番. Atsukute nóng. Nete shimaimashita. Đúng ạ? Có nghĩa là đã ngủ mất mà như thế nào đó. Rồi, thế thì mình có verb tà mama, có thể là ngữ pháp này các bạn chưa biết nhé. Mình có verb tà mama của mình ở đây có nghĩa là cứ giữ nguyên cái trạng thái này nha các bạn. Cứ giữ nguyên cái trạng thái này nhá. Thế thì giữ nguyên trạng thái gì? Bởi vì là nóng cho nên mà tôi eakon o tsuketa, đúng ạ? Đấy, eakon o tsuketa. Xong rồi mình thêm mama vào. Cái mama này trong suno mama ni shimasu ạ. Cứ để nguyên như thế đấy mọi người nhá. Vì nóng cho nên mà tôi đã ngủ trong cái tình trạng là cứ bật điều hòa như thế đúng không? Atsukute eakon o tsuketa mama nete shimaimashita. Vì nóng nên tôi đã ngủ trong cái tình trạng là cứ bật điều hòa. 9번. Yamada san wa narani nan demo cái gì cũng này. Sports. Xong rồi joju nara đúng không? Thì câu này mình đoán là gì? Yamada ấy, thì nếu mà là thể thao. Nếu là thể thao thì mình có sports nara. Nan demo joju desu ne. Nan demo joju được chưa? Yamada này nếu mà là thể thao thì môn nào anh cũng giỏi. 10번. Kore wa nani. Ok, đó là ga này, yan san, e này, kai ta. Thế thì mình đoán là gì? Đây là cái gì ạ? Là bức tranh. Thế đây là mệnh đề đính ngữ thì mình phải điền vào ở đây trước nhá. Đây là danh từ trước đúng không? Đây là bức tranh mà làm sao? Mà yan đã vẽ. Ok, yan san ga kai ta, được chưa? Yan san ga kai ta e desu. Đây là bức tranh mà yan đã vẽ, mệnh đề định ngữ nha các bạn. 11번. Kanji o nanani. Đó, kanji o thì đương nhiên là mình sẽ điền được kaku đúng không ạ? Đi với động từ luôn. Hay kaku mà đây đang cần một danh từ hóa cụm động từ, biến cụm động từ thành một cụm danh từ đúng không? Thế mình có verb dự đi với gì đây? Với no đúng không ạ? Bài 38 nha các bạn. Chủ ngữ thì mình cộng với trợ từ ạ. Muzukashii desu tính từ đúng không? Rồi ok. Kanji o kaku no wa muzukashii desu. Cái việc mà viết kanji thì khó. 12번. どんなに cộng với kudasai nhé, được chưa ạ? どんなに là dù thế nào đi chăng nữa đúng không? Thì đây mình có thể dễ dàng điền là isogashikutemo. Dù có bận thế nào đi chăng nữa thì cũng phải đọc meo chứ, đúng không? Ok, thì mình có meru wa đúng không ạ? Nhấn mạnh này, meru wa yonde kudasai nhé. どんなに isogashikutemo meru wa yonde kudasai nhé. Dù có bận thế nào đi chăng nữa thì cũng hãy đọc meo. Được chưa ạ? Rồi, 13 nhá. Osake o nanani muri ni là vô lý, là quá sức này. Nomasarete. Đây là ngữ pháp, đây là mẫu gọi là thể đấy ạ. Bị động sai khiến nha các bạn. Các bạn chú ý nhá. Đây là mẫu bị động sai khiến nhá. Có nghĩa là bị bắt làm cái gì đó. Ở N4 các bạn mới học là bị động này. Và sai khiến tách riêng ra thôi đúng không? Còn đây là ngữ pháp nâng cao thêm mà mình sẽ ở N3, nó là bị động sai khiến nha các bạn. Là bị bắt làm như thế nào đó nha mọi người. Đây, thế thì mình sẽ đoán câu này là bị ép uống rượu một cách vô lý đấy các mọi người. Thế thì câu này sẽ là murini đúng không? Murini nomasarete. Ok chưa? Bị bắt uống rượu một cách vô lý cho nên mà tôi cảm thấy không được khỏe nha các bạn. Kimochi ga waruku narimashita ne. Hai, kimochi ga waruku narimashita. Đó, các bạn làm rồi check lại đáp án xem là có làm giống hơn C không nha. 14번. Yan san wa Yamada san ni. Yan này thì như thế nào đó. Mình có sasogareta là được mời, được rủ nha các bạn. Ok chưa? Rồi ni. So. So ngữ pháp gì đây? Ega đúng không? Thế câu này mình đoán là gì? So ngữ pháp nghe nói này các bạn. Nghe nói. Đúng không? Thế mình điền luôn ở đây. Đó là nghe nói là Yan thì được Yamada rủ đi xem phim. Được chưa? Đi xem phim thì mình nói là ega ni. Hay sasowareta. À, sensei nhầm. Hay ega ni sasowareta. Hay so desu ne. Hay yan san wa Yamada san ni ega ni sasowareta so desu. Nghe nói là Yan được Yamada rủ đi xem phim đúng không ạ?
Còn ngữ pháp nghe nói thì thông thường cùng với so nha các bạn. 15번 電車に 何々 đúng không? しまいました. Rồi, thế mình có verb te しまいます đúng không ạ? Tôi đã lỡ để quên cái ô ở trên xe điện, câu này đoán nghĩa được luôn đúng không ạ? Thế thì mình có 2번 傘を忘れて nè. Hay 忘れてきてしまいました. Cái 忘れてきて này là nhấn mạnh hành động, là tôi để quên trên xe điện đấy các bạn. Được chưa ạ? Các bạn hiểu đơn giản là như thế đã nhá. Còn lên đầu 3 thì mình sẽ học kỹ về cái kimas này hơn. Ok. Hay 電車に傘を忘れてきてしまいました. 16번. Tiếp theo mình có ことはありません. Được chưa ạ? Đấy, không có cái việc gì đó. Được chưa ạ? Thế câu này mình có どんなに lại đi với verb temo này các bạn thấy không? どんなに đi với temo này. Nhưng mà cái gì temo? 勉強しても. Đúng ạ. どんなに勉強しても. しすぎる là làm quá đấy các bạn. Vâng, ma sự bảo ma sự thêm sư ghi mas đúng không? Quá đấy ạ. Cô tổ hà đi ma sen. Thế câu này nghĩa là gì? Cho dù là có học bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có chuyện là quá đâu. Ý người ta là gì ạ? Cho dù có học bao nhiêu đi chăng nữa thì không có chuyện là thừa đâu nha các bạn. Đó. Không có chuyện là dư là thừa đâu đúng không? Hay しすぎる cô tổ hà đi ma sen nha mọi người. Đấy các bạn thấy câu này hay không? Chú ý nhá. 17번 冬が何々始めました。 Rồi, 冬 が làm sao đây? Mùa đông ấy thì đến đúng không? Hay 聞いて冬が聞いて雪が降り始めました。 Đây là cái cách ghép động động từ ghép nha các bạn. Rồi, 降り始めます。 Bắt đầu rơi đấy mọi người. Mùa đông đến thì tuyết bắt đầu rơi. 冬が聞いて雪が降り始めました。Mùa đông đến thì tuyết bắt đầu rơi nha. 18번. このジュースは cái nước hoa quả này thì như thế nào đó. ので thì vì như thế nào đó cho nên甘くありません. Thì không ngọt đúng không? Không ngọt mấy. Thế thì mình có gì đây? Vì là không cho đường mấy đúng không? Đó. Nhìn câu này này, không cho đường mấy đúng không ạ? Thế thì mình sẽ nói là 砂糖が hay 砂糖が入っていないので。 Ok chưa? このジュースは砂糖が入っていないので甘くありません。Bởi vì cái nước hoa quả này không cho đường. Được chưa? Cho nên mà không ngọt mấy. 19번 đi sao à? 何度も đi thì nhiều lần như thế nào đó. 諦めませんでした. Vẫn không bỏ cuộc. Được chưa? Thế các bạn có nhớ là sẽ đã dạy các bạn là 試験に落ちました không? 試験に落ちました của mình chính là bằng với 試験に失敗しました đấy các bạn. Trượt kỳ thi đấy ạ. Hay 李さんは何度も試験に落ちましたが諦めませんでした. Đi thì dù là đã trượt kỳ thi nhiều lần nhưng mà vẫn không bỏ cuộc. Được chưa? Ok, câu 20 nào. この何々. Rồi, この với cộng một danh từ đúng không? この問題. Các bạn thấy cụm について luôn chưa? この問題について. Rất là dễ luôn. 何か質問がありませんか? Về cái vấn đề này thì có ai có câu hỏi gì không? Một câu quen thuộc trong các bạn thường hay nghe đúng không ạ? Rồi, この問題について何か質問はありませんか? 次, 11번. 少しなりました. Ngữ pháp なりましたね. Các bạn ơi, 4 になりました, đúng không? Ngữ pháp bài 36. Trở nên có thể, trở nên không thể này các bạn. Hay, 日本語が少し日本語が Hay, 話せるようになりましたね. Tôi đã có thể nói được một chút tiếng Nhật rồi. Đấy, 話せるようになりました. Từ không thể trở thành có thể nha các bạn. 22번 いくら. Các bạn có thấy いくら đi với temo không? いくら働いても. Đúng ạ. Rồi, đó là đấy, mình nắm chắc ngữ pháp là mình sẽ nhận ra được những ngữ pháp này rất là dễ nha các bạn. いくら働いても給料は変わりません. 変わりません nha các bạn. Cho dù tôi có làm việc thế nào đi chăng nữa thì lương vẫn không thay đổi nha các bạn. いくら働いても給料は変わりません。ね。23番ゲーム。Các bạn thấy xem vừa dạy các bạn là danh từ đi với Bakari không? Toàn là đúng không ạ? Game Bakari này. Đó. Game Bakari. Thì đây là gì? Hay game Bakari shite inai de. Inai de chính là nói tắt của nai de kudasai đấy các bạn. Đừng có mà chỉ toàn có chơi game như thế. Sukoshi wa benkyou shinasai. Sukoshi wa là nhấn mạnh đúng không? Dù là một chút thì cũng phải học bài đấy chứ.
ít nhất là cũng phải học bài một chút đi chứ, đúng không ạ? Rồi, chú ý câu này. Game bakari shite nai de sukoshi wa benkyou shinasai. Nasai này chính là cách nói nhẹ nhàng của kudasai đấy mọi người. Rồi, tiếp theo nha. Niyu yonbon. Watashi no nane ni yoku nomarete masu. Đó là ở cái gì đấy của tôi đúng không? Thì thường hay được uống. Thế thường được uống thì mình có là cái rượu này được uống đúng không? Ở đất nước tôi này các bạn. Hay watashi no kuni de wa kono wine ga yoku nomarete masu. Ở đất nước tôi thì cái rượu này thường hay được uống nhá. Chugoban asa nane ni nemui. Buổi sáng như thế nào đấy cho nên mà tôi vẫn buồn ngủ. Được chưa ạ? Rồi, thế câu này của mình là gì? Buổi sáng ấy thì vì như thế nào đấy đây? À, có từ ma đế này. Thế các bạn nhớ là phải là bởi vì tôi đã thức đến sáng, đúng không? Đây, đến sáng nha các bạn. Thay vì nói là đi ngủ muộn, đúng không? Thì đến sớm mình mới đi ngủ, đúng không ạ? Tôi vì là tôi đã thức đến sáng, cho nên mà tôi vẫn buồn ngủ, tôi rất là buồn ngủ. Ok chưa ạ? Hay, asa made okite ita no de totemo nemui. Bởi vì tôi đã thức đến sáng nhá. 26番 kyonen. Kyonen gì đây? Kyonen made. Đoán được nghĩa luôn đúng không? Sống ở đâu đó? Tokyo ni sundemashita. Cho đến năm ngoái thì tôi vẫn sống ở Tokyo. Kyonen made Tokyo ni sundemashita ne. 27番 watashi wa Yamada sensei. Tôi thì thế nào đấy? Tôi đã làm sao đây? Tôi học này các bạn, verb temas đúng không ạ? Tôi học khiêu vũ, học cái gì đó thì dùng trợ từ đúng không? Học từ ai đó thì dùng trợ từ ni đó các bạn. Hay watashi wa Yamada sensei ni dansu wo naratte imasu. Tôi học khiêu vũ từ Yamada sensei nhá. À, sensei lại điền sai rồi. Ok. Hay Yamada sensei ni dansu wo naratte imasu. Được chưa? 28番 Smith san wa nanani. Các bạn ơi, các bạn ở đây thấy một cái ngữ pháp lại mới nữa này. Đó, làm đề là mình sẽ gặp rất là nhiều những cái ngữ pháp mới nha các bạn. Các bạn nhìn thấy chữ hoshigatte đúng không? Thế nhớ cho xem ở đây là ngữ pháp verb tính từ y thì bỏ y cộng với garimasu nha các bạn. Garu ấy thì là thể hiện mong muốn của người thứ ba nha. Đây, người thứ ba chính là bạn Sumisu này đúng không? Rồi, Sumisu thì muốn có cái máy tính mới, à máy tính to hơn, đúng không ạ? Sumisu muốn có máy tính to nha. Máy tính to thì mình nói là oki, à TV đúng không? Oki terebi o hoshigatte imasu. Rồi, Sumisu thì muốn có cái máy tính to nha các bạn. Sumisu san wa oki terebi o hoshigatte imasu. Được chưa? 29番 watashi wa. Câu này rất là dễ đúng không mọi người ơi? Oishii kohi o. À, oishii kohi ga nomitai. Rồi cái verb tai này, các bạn chú ý là mình có thể dùng trợ từ o cũng được mà trợ từ ni cũng được đúng không ạ? Oishii kohi ga nomitai, có thể dùng trợ từ ga hoặc là trợ từ o nha các bạn, đối với verb tai nha mọi người. 30番 Tanaka san no kodomo wa. Đây, mình lại gặp cái narita gatte này các bạn có biết narita gatte là gì không? Chính là cái hoshigatte này các bạn. Narita ấy à, muốn trở thành ấy. Muốn trở thành. Nhưng đây là mong muốn của người thứ ba cho nên mà mình bỏ y thêm garimasu này các bạn. Con của Tanaka là một người thứ ba đúng không? Đó, ngôi thứ ba đấy ạ. Con của Tanaka thì nghe nói là muốn trở thành bác sĩ đúng không ạ? Nghe nói là muốn trở thành bác sĩ. Isani. Isani narita gatte iru so desu. Ok chưa? Narita gatte iru so desu nhá. 31番 kino kodomo o kodomo ikasemashita. Ikasemashita là thể sai khiến đúng không? Bị bắt làm nào đấy đúng không ạ? Bắt làm như nào đấy nha các bạn. Hôm qua thì tôi đã bắt con tôi hoặc là tôi bảo con tôi nhẹ nhàng thôi. Thì mình nói là tôi bảo con tôi dắt chó đi dạo. Ok chưa? Tôi bảo con tôi dắt chó đi dạo nhá. Thế thì ở đây mình có gì đây? Inu no sampo. Sensei đoán là nhiều bạn sẽ không làm được câu này đâu. Được chưa ạ? Inu no sampo. Các bạn chú ý nhá. Ni. Được chưa ạ? Dắt đi dạo. Đây này, verb masu bỏ sự thêm ikimasu. Đi đâu để làm gì đấy các bạn? Inu no sampo ni ikasemashita. Được chưa ạ? Inu no sampo ni ikasemashita.
À, inu no sanpo ne. Thế nên đọc đúng như cứ điền số lại, điền lộn. Inu no sanpo ni ikasemashita nha các bạn. Rồi, tôi bảo con tôi dắt chó đi dạo nhá. Rồi, mình có 32 bạn. Hikoshi no hi, watashi no, no jirai, ototo, đúng không? Có mấy danh từ luôn. Rồi, em trai tôi nhá. Thế thì các bạn chú ý đây là động từ ikimasu, đúng không? Thế vậy các bạn là động từ ikimasu, động từ di chuyển này, thì sang thể sai khiến ý, thì nó sẽ được coi như là một nội động từ, đúng không ạ? Một tự động từ. Cho nên ở đây phải điền trợ từ o nha các bạn ơi. Watashi no ototo, đúng không? Rồi, tetsudai ni ikasemasu. Tetsudai ni ikasemasu. Ikasemasho có đề nghị giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Vào ngày chuyển nhà thì tôi sẽ bảo em trai tôi đến giúp bạn nhé, được chưa ạ? Rồi, chú ý đây là đi giúp bạn nhé, đúng không? Đề nghị giúp đỡ người khác này, tôi bảo em trai đi giúp bạn nha. 33 Atatakai, atatakai cộng với một danh từ đúng không? Atatakai miruku, được chưa ạ? Sữa nóng đấy ạ, sữa ấm đấy ạ. Hay, atatakai miruku. Rồi ở đây mình lại gặp thể sai khiến này các bạn. Nomasete yarimasu, đúng không? Cho con, cho em bé uống sữa đúng không? Thì cho em bé uống sữa thì mình sẽ dùng trợ từ o ở miruku này đúng không ạ? Atatakai miruku o samba akachan ni, đúng không? Hay nomasete yarimasu. Đó, cho em bé uống sữa ấm nha các bạn. Atatakai miruku o akachan ni nomasete yarimashita, cho em bé uống sữa ấm. 34 sono, có một danh từ nha các bạn ơi. Sono shigoto. Rồi, các bạn đã nắm chắc về cái thể sai khiến này chưa nào? Đấy, cái câu này lại gặp lại. Cái công việc đó thì cho tôi làm, đúng không? Cho tôi làm thì mình phải dùng trợ từ gì ở đây? Sono shigoto wa watashi ni, để đấy tôi làm cho, đúng không? Watashi ni. Hay, yarasete kudasai. Công việc đó thì để đấy tôi làm cho phép tôi làm đấy, đúng không ạ? Thể sai khiến nha mọi người. Chú ý, 35 Densha no gì? Đương nhiên là no naka rồi. Densha no naka de. Ii desu ka? Hay ashi o fumaremashita nha các bạn. Trên xe điện thì tôi đã bị dẫm vào chân. Densha no naka de ashi o fumaremashita. 36 Ri san wa dare ka? Dare ka ni đây? Dare ka ni nha mọi người ơi. Các bạn thấy thầy bị động đấy không? À, cái từ này có thể là một số bạn không biết. Mình có nusumaremasu này, là động từ gốc của nó là nusumu nha các bạn. Nusumu là trộm cắp. Nusumu là trộm cắp, đây là bị trộm nhá, thể bị động nha các bạn. Tôi đã bị ai đó lấy trộm mất cái máy tính cá nhân quan trọng, được chưa ạ? Thế thì mình có daiji na no to pasokon. Ồ. Ii desu ka? Ii san wa dare ka ni daiji na no to pasokon o nusumaremashita. Ri thì bị ai đó lấy trộm mất cái máy tính quan trọng nha các bạn. 37 Ima wa nani ani. Rồi, câu này mình đoán được là tabetakunai luôn, đúng không mọi người? Đó, tabetakunai desu, đúng ạ. Nani mo tabetakunai desu. 3 2 Rồi, ima wa nani mo tabetakunai desu. Bây giờ thì tôi không muốn ăn cái gì hết. 38 Đi xa wa Tanaka san no, no gì đấy ạ? Cộng với omotemasu, đúng không? Rồi, theo omotemasu mình có thể điền là tố omotemasu đây luôn, đúng không ạ? Hay, hoshi to omotemasu nha các bạn. Thế câu này của mình là Tanaka san no uta. Tanaka san no uta o. Uta o. Được chưa ạ? Động từ thôi. Ikasete. Đấy, thế là dấu sao mình điền đáp án 2 nha các bạn ơi. Tôi thì nghĩ rằng là ri thì muốn cho nghe cái bản nhạc của Tanaka, đúng ạ? Cho nghe nha các bạn. Đây là thể sai khiến nhá. 39 bạn Ryoko Chiu trong chuyến du lịch này thì như thế nào đó? Thì komarimashita, đúng không? Đó, bị lấy mất hộ chiếu, đúng không bạn? Trong chuyến du lịch thì bị lấy mất hộ chiếu. Thế thì mình sẽ có gì đây? Passport o torarete totemo komarimashita ne. Bị lấy mất hộ chiếu cho nên mà rất là khó khăn nha các bạn, bị ăn trộm nhá. Thô rự lấy trộm này, đây là thể bị động. Yong jiu bang te kakete ita toki ototo shimaimashita, đúng không? Vấp te shimaimashita đáp án 1 này các bạn. Đấy, khi mà tôi đi ra ngoài thì tôi bị em trai, đúng không? Bị này, bị động này, bị em trai
Trợ từ nhỉ, đúng không ạ? Đọc trộm cái cuốn nhật ký Sanju. Ok. Để kakete ta toki, ototo ni nikki o yomarete shimaimashita. Khi mà tôi đi ra ngoài, tôi đã bị em trai đọc trộm cuốn nhật ký nhá. Jomju ichi, kaeru michi ga wakaranakute. Rồi, có nghĩa là gì? Không hiểu đường, không biết đường về nhà đúng không? Và làm sao đây? Và tôi đã được mẹ đến đón đúng không ạ? Được mẹ đến đón thì mình có gì? Hay ha ha ni. Được chưa ạ? Ha ha ni. Mukai ni kite. Đến để làm gì này các bạn? Mukai ni kite moraimashita. Tôi đã được mẹ đến đón nha các bạn. Ha ha ni. Mukai ni kite moraimashita. Tsugin. Jongjun ni ba. Kono hon wa. Cuốn sách này. À, kono hon wo. Cuốn sách này như thế nào đó? Được chưa ạ? Cuốn sách này thì làm sao đây? Hãy đưa cho Tanaka, đúng không? Hãy đưa cho Tanaka. Thế thì mình có gì đây? Tanaka-san, verb te kudasai ở đây đúng không? Đây là agete đó này. Verb te của mẹ agete này, đúng không ạ? Hay watashi te agete kudasai. Thế thì ở đây mình có Tanaka-san ni. Ok chưa? Kono hon wo Tanaka-san ni watashite agete kudasai. Cuốn sách này thì hãy đưa cho Tanaka, được chưa ạ? Jomju-sama, wakaranai koto ga. Nếu mà có cái gì đó không hiểu nhá, nếu, đúng không? Thì, được chưa ạ? Tôi được bạn bè giúp đỡ, thì mình được bạn bè chỉ cho, đúng không? Thế mình có tomodachi ni oshiete moraimashita. Đó, nếu mà có cái gì đó không hiểu, tôi được bạn bè chỉ cho nha các bạn. Wakaranai koto ga areba, tomodachi ni oshiete moraimasu. Jomju-yonban, watashi wa nani-nani naritai tsukaeru yoni, đúng không? Đó, lại ngữ pháp verb rự yoni narimasu nè các bạn ơi. À, hai thì đúng không? Verb rự yoni narimasu. Thế thì mình có pasokon ga, đúng không ạ? Pasokon ga tsukaeru yoni naritai desu. Tôi thì muốn trở nên có thể sử dụng được máy đánh chữ, à máy máy tính nha các bạn. Jomju-gobang. Kocha ni miruku ka lemon o iremasu ka? Bạn có cho chanh hay là cho sữa vào trong trà không? Ie, watashi wa. Đó, tôi thì làm sao đây? Dochira mo inai. Được chưa? Dochira mo inai de. Iranai, irenai de. Tôi thì không cho cái gì hết và để cho thầy uống cho các bạn. Dochira mo irenai de nomimasu. Tôi uống mà không cho cái gì hết. Được chưa? Rồi, ok. Tiếp theo nào. Kono tegami wa doko kara kita no, đúng không? Đó, từ đâu đấy ạ? Doko kara kita no desu ka? Cái no này chính là bức thư đấy ạ. Danh từ giả đúng không các bạn? 4. Rồi, bức thư này là bức thư đến từ đâu thế? Kono tegami wa doko kara kita no desu ka? Đến từ đâu thế? Sensei shukudai wa? Sensei bài tập ấy thì như thế nào? Verb ok bà này, verb te ok bà y, đúng không? Thế thì mình có itsu made ni, được chưa ạ? Verb te, yatte. Ok bà. Ok bà chính là okimasu chia thành thể điều kiện đấy ạ. Y desu ka? Sensei bài tập thì nộp trước lúc nào thì được. Itsu made ni yatte. À, làm trước lúc nào thì được đúng không? Itsu made ni yatte. Ok bà, y desu ka? Jomju hachiban. Koko ni aru hon wa. Cái cuốn sách mà có ở đây thì dekimasu. Thế thì mình có verb rự koto ga dekimasu, đúng không ạ? Verb rự này, koto này, ga dekimasu. Dore demo, đúng không? Dore demo, 4 bạn, 2 bạn. Hay, sách mà có đấy thì bạn có thể mượn bất kỳ cái cuốn nào. Dore demo, kariru koto ga dekimasu nha các bạn. Sugi, onaka ga itai desu. Đau bụng này, cho nên mà thế nào đây? Tabetan desho ka? Đã ăn cái gì đó, phải không? Đúng không? Ăn phải cái gì đó thì không tốt phải không, đúng ạ? Thế mình có yokunai mono, không tốt này, yokunai mono demo. Demo này là đưa ra một danh từ tượng trưng đấy các bạn, ngữ pháp bài 4, bài 21 nhá, đưa ra một danh từ tượng trưng. Ví dụ hay mình hay nói là ocha demo noimasen, có uống trà hay cái gì đó nhé, đúng không? Thì câu này cũng chính là như thế, bạn đã ăn phải cái gì đó không tốt phải không, được chưa? Yokunai mono demo tabetan desho ka? 50 ban,電気代は何々、đúng không? Rồi mình có hito tsuki, một tháng này. Hito tsuki, いくら払っていますか?
một tháng thì trả bao nhiêu tiền? Tiền điện thì một tháng trả bao nhiêu tiền đúng không ạ? Điện kirai wa hitotsuki ikura haratte imasu ka? Ok. 51. Kokusai dengo o kaketai desu ga. Tôi muốn gọi điện thoại quốc tế nhưng mà. Ok. Mẫu câu cực kỳ quen thuộc luôn đúng không? Khi mà bạn học thì sẽ đã cho các bạn luyện nói cực kỳ nhiều cái mẫu câu này rồi. Được chưa ạ? Dou sureba ii desu ka? Dou sureba ii desu ka ne? 52番 okane ga attara. Nếu mà có tiền thì tôi làm sao đấy? Tôi muốn đi đến một nơi nào đó xa này các bạn. Muốn đi đến nơi nào đó xa đúng không? Ikitai nằm ở đây. Đi đến nơi nào đó thì dùng trợ từ e. Nơi xa thì sẽ là tôi, tokoro và dokoka nó nằm ở đây nhá. Rồi, thế thì mình có okane ga attara dokoka toi tokoro e ikitai desu. 53番 kono yasai wa. Được chưa? Cái rau này thì làm thế nào này các bạn? Làm thế nào đúng không? Dou yatte tabetara ichiban oishii desu ka? Làm thế nào là ngon nhất nhá các bạn? Dou yatte tabetara ichiban oishii desu ka? Làm như thế nào là ngon nhất nhá? 54番 kamera tte. Thì cái ứt tte này tôi đã nói với các bạn trong bài ngữ pháp rồi đúng không? Đó là nó là thay cho trợ từ wa đấy ạ. Trong văn nói nhá. Kamera tte. Được chưa? Đấy. Trợ từ wa nha. Camera zuibun iroiro arun desu ne. Camera thì có nhiều loại nhỉ? So desu ne. Đúng thế nhỉ? Tôi đang làm nào đây? Verb te shimaimasu này, đúng không? Komatte shimaimasu. Đang phân vân. Komaru của mình là khó khăn, là phân vân đấy các bạn. Phân vân không biết chọn cái nào thì được, đúng không? Thế thì mình có dore ni shitara ika. Komatte shimaimasu ne. Tôi đang phân vân là không biết chọn cái nào thì được nha các bạn. Rồi. 55番 あの、どこかへ行きましたか? À, 昨日どこかへ行きましたか? Hôm qua bạn đã đi đâu đó phải không? Yeah, tôi làm sao đấy? Không, tôi không đi đâu cả mà tôi cứ ở nhà suốt thôi đúng không? どこへも行かないで. Hay, 家にずっといました. Hoặc là các bạn nói là ずっと家にいました cũng được nhá. Rồi cái chỗ này các bạn có thể điền 32 cũng được mà 23 cũng được nha. Hay zutto ie ni imashita hoặc là ie ni zutto imashita đều được nha các bạn. Yamada-san to hanashiatte. Hanashiatte của mình có nghĩa là bằng cái sodan shimasu ạ. Trong cái bài liền chọn câu đồng nghĩa thì mình có học cái từ này rồi đúng không? Đó là sau khi mà trao đổi với Yamada này đúng không? Omomat thì mình có trợ từ to đây rồi đúng không? Và các bạn có nhận ra ngữ pháp verb yoto omomat không ạ? Rồi, thế verb yotomimasu thì mình sẽ có kime yotomimasu. Tôi định là sau khi trao đổi với Yamada đúng không? Xem là làm như thế nào thì tốt đúng không ạ? Lồng câu hỏi vào trong một câu nhá. Thì tôi mới quyết định. Ok chưa? Rồi, hôm nay sẽ chữa cho các bạn đến đây đã nhá. Còn buổi sau sẽ tiếp tục chữa cho các bạn phần còn lại nhá. Xin chào các bạn, nhớ xem lại bài chăm chỉ nhá.